tổng hợp những chú hề ngoài đời thực đảm bảo không cười, không lấy tiền. Ngon ngon quá, ngon á. Rồi, quầy nào cũng lấy ăn như vậy rồi, chắc chị mẹ nhanh sạch dĩ lắm nghe. Ôi, coi cái coi, trắng nha. Cũng thơm ha. Rồi, khỉ cũng biết chọn chỗ ngắm nghía quá ha. Khối anh muốn còn không được chứ. Cũng là chuồng gà mà phiên bản ngoài hành tinh kiểu. Hai ba, thả qua. Rồi, sập cầu luôn rồi. Toàn là những người nhẹ cân. Bảo sao cái cầu trụ không nổi nè. Rồi, sắp cái mặt rồi. Ây cha, muốn chấm muối mà bà dì không có cho. Tức cái mình cho một chưởng luôn kìa. Sợ chưa, thén rồi đúng không? Mời đến. Chị gái tính là què đôi boost mới ra cái kết. Quê quá trời quê luôn rồi. Đi giải cứu người mà ai có ngờ. Trời ơi, anh sai lọt thỏm luôn nghe. Rồi ai giải cứu ai đi trời. Ê, lòng cảm thụ âm nhạc trỗi dậy. Để còn lắc and lư và rồi. Mỗi tội là đang chiêu thì bị bà nhấc đi. Buồn quá ha. Chị gái ra ghế chuẩn bị sấy tóc thì bất ngờ. Ui thôi, gập cả cái ghế vô rồi. Chắc người nhẹ quá đây mà. Mấy anh trai thách thức nhóc con và cái kết. Chà, dăm ba cái điệu nhảy vậy hả? Nhóc con cân hết. Hậu quả của việc mang bầu mà hay suy nghĩ là đây. Trời đất ơi, nhỏ chống tay nghĩ ngợi luôn kìa. Ra cái vẻ là suy tư đồ rồi đó. Đang chém gió với người yêu mà quản lý đi vô thì nhận cái tay rửa chén tiếp. Tiện rửa luôn cái điện thoại chứ. U là trời. Và vậy là hết. Cách phòng chống gian lận khi thi cử kiểu. Trời ơi, trời. Dắt cơ hối đi dạo mà tự dưng mọc thêm cái đùi. Trời ơi, thấy mệt mệt giùm chị gái rồi đó. Bôi thiệt là nhiều để có làn da trắng sáng cơ nào. U là trời, cạn lời luôn. Hai, ba, lật trứng da cái kết. Đam mê những tờ polymer từ nhỏ kiểu. Ú trời, hững hạ hững hở hơn cả qua luôn ha. Tương lai là giàu to đây nè. Mê tiền tới như vậy mà. Ôi mẹ ơi, hết hồn chưa nhóc con. Anh trai rất là cần mẫn đóng đinh, cứ mà tới cái lúc xuống thì. Ủa, giờ là thang mang xuống cái kiểu gì ta? Dẹt treo ngôi hoàng thượng và cái kết. Bị quánh cho không có kịp trở tay ha, vừa lắm á. Anh trai chuẩn bị bóc cái đầu thì bất ngờ. Ủa ôi, bay luôn cái bánh xe kìa. Xe xịn dữ bay. Để con gái rượu massage mặt tại nhà kiểu. U là trời, massage dữ ha. Chứ nhìn mà sang chấn tâm lý dùm anh ba luôn á. Trời ơi, lịch chơi. Đi xe phân khối lớn nhưng mà vẫn còn máu ca khịa thì. Chơi đi người anh em. Trời, tự chăm nhau như vậy là chủ trả nhà còn gì. Màn dễ sợ không? Ê cha. Ôi thôi, sập lưới rồi. Mời đến. Tự dưng cờ hớ bị ngứa mông thì. Chà, cái nết xấu gì đâu cơ mà. Chà, game gì thì hoàng thượng cũng chấp tất nha. Chơi hơi bị đỉnh là đằng khác á. Xin ăn nhiệt tình kiểu.
Rồi 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 rồi, giấy tay thành khẩn như vậy mà chị gái không có cho miếng nào hết. Buồn gì đâu á. Trời ơi. Trông đẹp trai phết nha. Úi trời, bé xíu mà biết ngắm nghía mình trong gương rồi kìa. Còn tự luyến khen bản thân mình nữa chứ. Mặc cái bộ đồ công dịch là cute chứ không có ngầu nét đâu. Ngắm mãi không có rời như vậy. Có khi hả, mai chỉ ngồi một chỗ không có đi đâu là dở lắm nha. Đùa không anh trai ơi? Ta mới khai chiến với người ta xong, bạn thất kia đã xông xáo đâm sầm vô chân của anh trai rồi, làm ổng ngã sấp cái mặt. Cài cú chưa? Tự dưng bị em pet nhà mình khiêu khích, còn tặng thêm cái quả xô đẩy đau gần chết luôn. Phải báo thù mới được, bắt được thì có mà no đòn với anh trai nghe chưa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh Trung Tính Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nha. Xin chào. Đi bệnh viện thì gặp được ông chú kiểu hảo hán đây rồi. Tay thì vẫn đang truyền nước, nhưng có lẽ là cơ thể vẫn chưa có hấp thu đủ, nên là chơi thêm nguyên cái chai rượu cho nó máu đó mà. Uống vậy cho nó nhanh chứ, truyền biết tới khi nào ha. Đúng là chiến thần mà. Ba dạy con cách lật kiểu. Làm y chang ba nha con. Đó, dễ ẹt luôn à. Làm đi con. Cái kết. Nhỏ làm phát ăn ngay luôn kìa trời. Cái bộ sáng dạ dữ ta. Khỏi là sau này đi học mà dốt nha. Trước giờ chẳng qua là con chưa có thích thôi, chứ game là dễ à. Hai anh em chơi với nhau kiểu. Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Ờ, trưa nắng vậy mà hai ổng ra giữa sân, hai cái tay thì xòe ngón ra, còn chân thì nhảy khồng khồng xuống vậy á. Chà, quá ra là tính làm con ếch đấy mà. Hi, con ếch của anh đẹp hơn nha. Không phải, em làm giỏi hơn mà. Chị bạn có thằng con thích tấu hề kiểu. Cái này lại hơn 70 tuổi mà cứ chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Đó, ba mẹ thấy con có cái kiểu mới này siêu chưa? Trời, coi ổng kìa trời. Hai cái chân không có thích đi lại đi thích luôn bằng hai cái tay. Mà không có bò nha, ổng đi thiệt luôn á. Chỉ chân ngắn vậy mới làm được thôi. Lèo lèo mấy đứa chân dài không có đi được vậy đâu nha. Khi trong nhà có con sen đam mê diễn phim trưởng Bi Lai. Trời ơi. Mẹ giúp cô này. Ủa sao không có ngã ta? Thử lại cái coi. Hai con buồn lèo dường như là đã bất lực nên rủ nhau. Thôi diễn chung cho nó vui đi mày. Đúng là hạo pet cưng nha. Ngã chết mà không có hề giả trân luôn nha. Hai cô bé đang chơi cầu lông. Thế chứ, có giỏi thì đỡ đi mày. Đỡ luôn nè, đánh trả nè. Cường vậy đó. Hai đứa cứ mỗi lúc một gần. Cái kết. Xin vĩnh biệt. Rồi, cầu tới trước mặt không có đứa nào nhường đứa nào. Xíu nữa là đánh móp luôn cái đầu luôn rồi nè. Ông anh sai tính tưới nước cho cây kiểu. Ai ơi bà, xong he, vậy là ướt nguyên cái bộ đồ đẹp của người ta rồi cha. Ủa, alo, ta đang đứng đây mà tưới gì, bộ mắt đuôi hả trời? Ừ, thì ai biểu nhụm cái đầu xanh lè, mặc áo cũng vậy nữa. Tưởng đâu cái cây chuối chứ. Thôi, tưới nhầm, si xóa nha ông.
chứ bạn là mẹ ở lứa tuổi quá trẻ kiểu. Trời ơi bà tắt mẹ. Nhìn nhà ta thì mẹ nhường cho con ăn hết luôn. Con nhà này á thì con nhỏ nó giành giật thấy thương không kìa trời. Sức đâu mà lại được chứ. Bà ngoại thì kiểu đúng là gái của tao đây rồi. Cái nết y chang tao luôn á. Anh em, có cua nè, món ngon, món ngon. Ơ trời, không có dễ xơi vậy đâu nghe. Bạn cua cũng đâu phải dạng vừa đâu. Hai càng, anh chiến với tất cả các cưng. Ai đến là cạp cho bằng đao rút lui mới thôi à. Một địch chứ cả đàn ấy chứ. Nhỏ nhưng mà võ thì siêu lì nha. Mấy chú cứ dè chừng à nghe. Khi ba làm con trai giận và cái kết. Bao nhiêu là công sức giấu quỷ đen của ba, coi như là đổ xuống sông xuống biển luôn rồi. À, mà đâu, đổ vô túi của má chứ. Vậy, dám giấu tiền sau lưng túi hả? Trông chết nè. Thấy cũng tội thiệt á, nhưng mà thấy chữ rén trên mặt ổng rõ hơn luôn nè. Bố ơi, nào nào, há miệng ra to nào. Ông bố đang định làm miếng ác thi. Ừ, quá ra là chả ổng ăn giả dờ thôi nha. Ăn ngon mà có độc thì dễ gì mà từ bỏ cho bố được chứ. Trời ơi, thiệt là đáo để nha. Lại còn chơi cái trò cò cua đưa đẩy nữa chứ. Ông bố đúng kiểu cười trong bất lực luôn á. Khiến cờ hó lần đầu gặp mặt thú cưng mới của Sen Bi Lai. Trời ơi. Trời đất ơi, cái con lạc đà không có bướu này dữ quá đi. Làm hai ba phát vô cái ghế ra quay. Làm ngạo kia hốt quảng đến run sợ. Bây giờ là bị ra rìa luôn rồi nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh Trung Tính Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nha. Xin chào.